Chào mừng quý vị đến với bản tin 60 giây ngày 16 tháng 4 năm 2022. Bản tin ngày hôm nay có những nội dung sau đây. Liên quan vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, cơ quan chức năng đã lập lý lịch tư pháp của bị can. Theo đó, bị can Nguyễn Phương Hằng từng mang tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 26 tháng 1 năm 1971. Bà từng đứng ra tố cáo DDG, một nhân vật khá thân tín của chủ xã hội đen Nam Cam, đã bị tử hình cách đây hơn 20 năm. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền đổi tên thành Nguyễn Phương Hằng vào năm 2010. Bà Tuyền quen biết với DDG từ năm 1996 đến năm 1997 khi về sống với ông G như vợ chồng tại một căn nhà ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, bà Tuyền mua lại căn nhà này với giá 52 lượng vàng. Trong thời gian sống chung, Cường thường xuyên đánh đập bà Tuyền nên bà Tuyền đã đem giấy tờ nhà gửi cho mẹ ruột là bà NTNR. Ngày 8 tháng 1 năm 1998, Cường buộc bà Tuyền viết giấy khi ông này và bà Tuyền là đồng sở hữu rồi đuổi bà ra khỏi nhà. Trong quá trình điều tra vụ án Trương Văn Cam, Nam Cam và đồng bọn, DDG truy tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ngày 12 tháng 5 năm 2004, tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử và tuyên y án sơ thẩm 7 năm tù đối với DDG về tội cưỡng đoạt tài sản. Cơ quan chức năng đã bắt giữ một nghi can trong vụ người phụ nữ khoảng 35 tuổi khi bị sát hại tại chung cư mini ở phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Danh tính nghi can này chưa được cung cấp. Trước đó, chiều tối ngày 15 tháng 4, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội xác nhận cơ quan chức năng phát hiện một thi thể nữ giới tại một phòng trọ ở ngõ 143 Quan Hoa. Theo vụ này, công an quận Cầu Giấy đang có mặt phòng tỏa hiện trường xử lý vụ việc và vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Tối ngày 15 tháng 4, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp Phạm Văn Tròn, 67 tuổi, ngụ phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu của công an, ông Phạm Văn Nhỏ, em ruột ông Tròn, 45 tuổi, ngụ xã Hồ Thị Kỳ, huyện Thới Bình, nuôi dưỡng mẹ già 90 tuổi và người chị gái bị bệnh. Trong quá trình nuôi mẹ già, giữa ông Tròn và ông Nhỏ xảy ra mâu thuẫn. Do vậy, ông Tròn lên kế hoạch giết em trai. Ông Tròn bỏ sẵn cây trên bờ gần trò giữa vuông tôm của ông Nhỏ chờ cơ hội ra tay. Sáng ngày 11 tháng 4, khi thấy em trai đi giữa vuông tôm, ông Tròn bất ngờ dùng cây đập ông Nhỏ ngã xuống vuông tôm rồi tiếp tục dùng dao chém vào người nạn nhân. Khi xác định em trai đã tử vong, nghi phạm kéo thi thể nạn nhân rời khỏi hiện trường một đoạn ngắn rồi dùng cây sắt dìm thi thể xuống vuông tôm, đồng thời mang hung khí đi cất giấu và đẩy xe của nạn nhân xuống con sông trước nhà. Sau đó, ông Tròn đến thành phố Cà Mau, nuôi vợ tại bệnh viện nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm cho đến khi bị công an bắt. Ngày 15 tháng 4, Bộ Y tế ban hành văn bản về việc điều chỉnh định nghĩa các bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với các bệnh COVID-19, người tiếp xúc gần, F1. Thực hiện phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thực hiện nghị quyết 38 của Chính phủ ban hành chương trình phòng chống dịch COVID-19. Nhằm hài hòa giữa việc phát triển kinh tế, xã hội và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc bộ tổ chức thực hiện các nội dung mới, điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với các bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần F1. Bộ Y tế nêu rõ hướng dẫn mới này thay thế các hướng dẫn tại công văn 11042 ngày 29 tháng 12 năm 2021 và công văn 762 của Bộ Y tế về các nội dung liên quan đến điều chỉnh định nghĩa các bệnh COVID-19, cách ly y tế đối với các bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần. Ngày 15 tháng 4, cơ quan giám sát Internet của Trung Quốc đã bắt đầu một chiến dịch đặc biệt trong 2 tháng để làm sạch sự hỗn loạn trong các hoạt động kinh doanh video ngắn và phát trực tuyến, live streaming. Theo hãng tin Reuters, đây là một phần của kế hoạch rộng lớn hơn nhằm quảng bá những nội dung được xem là phù hợp và hợp pháp tại Trung Quốc. Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc cho biết, thời gian đầu, trọng tâm của chiến dịch sẽ là chấn chỉnh các nội dung khiêu dâm, xấu, kỳ lạ, câu view, gây sốc, giả mạo, thao túng và khuyến khích cờ bạc. Chiến dịch đặc biệt dài 2 tháng sẽ nhắm vào các công ty mạng đa kênh, các video ngắn và phát trực tiếp. Các tài khoản đăng tải những nội dung bất hợp pháp cũng sẽ bị cơ quan chức năng nhắm đến.
Cơ quan này sẽ điều tra những người sáng tạo nội dung không khai báo thu nhập để trốn thuế, cũng như các nền tảng phát trực tiếp và video ngắn liên quan đến thu nhập không minh bạch của người sáng tạo nội dung. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 60 giây ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.